Chào anh chị và các bạn nha. Tất cả mọi người nhé, ngày hôm nay mình ngoài chợ vào buổi sáng sớm nên là kiếm được một ít lòng non rất là ngon. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món lòng non luộc chấm với nước mắm ăn chơi cho nó vui nhé. Món này là một trong những món khoái khẩu anh em nhậu ấy. Khi mà các bạn đi chọn lòng non lên đi chọn chọn vào lúc đầu buổi sáng ấy, thì cái lòng của chúng ta nó sẽ ngon hơn, tránh cái trường hợp là trưa mới là chiều mọi người đi chọn. Thì chiều cũng được nhưng mà chiều phải biết cái cửa hàng nào mà nó cái lòng của nó ấy, mà họ mổ chiều ấy thì mọi người lấy thì vô tư. Thì cái cách mà mọi người chọn cái lòng ấy thì cái lòng nó phải dày, sờ nó phải dày như thế này, và cái lòng cảm giác sờ cảm giác nó có cái độ lẫy đấy thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là cái lòng ấy nó cảm giác nó có cái màu đấy, màu hồng như thế này thì cái lòng của nó còn ngon, còn nếu mà nó trắng bợt ra thì là nó sẽ không ngon nữa. Và quan trọng nữa là những cái bên trong mình tuôn ra ấy, nó phải có cái màu trắng như này, màu trắng sữa như này đấy, mọi người thấy không đấy. Còn nếu mà nó có màu vàng thì tức là cái lòng mình ăn nó sẽ đắng và nó sẽ mất ngon đi. Thì cái cách mà mình làm cái lòng ấy, thì nó cũng đơn giản, nó không có gì đâu đấy. Cái lòng này thì họ đã xé nhỏ hết ra đây rồi, họ ken rồi, nhưng mà chợ họ ken thì chưa được ok lắm đâu. Thế nên là mọi người muốn làm ngon thì mọi người sẽ tự làm, tự ken cho mình. Mọi người sẽ nên cắt nó ra thành từng cái đoạn nhỏ nhỏ một chút. Lần nào mọi người sẽ cho vào cái nước này, chúng ta sẽ có một cái vòi nước rồi cho vào, rồi kèn nó ra cho nó ra sạch đi. Nên đừng sợ là nó ấy nhá, ta lên cho cái nước nó chảy thông qua lòng chúng ta đi. Cho thật sạch sẽ. Không nên chọn cái lòng mà cái dịch bên trong nó có cái màu vàng nhé. Mọi người chọn cái lòng mà cái dịch bên trong nó có cái màu vàng thì là nó sẽ không ngon đâu. Bởi vì là đấy là cái dịch từ cái mật nó tiết ra, cho nên nó sẽ rất là đắng. Mọi người nên chọn cái màu nó trắng trắng thì nó sẽ không có cái dịch nó tiết ra. Rồi ok, sau khi mình đã ken đi như thế rồi thì mình sẽ cho vào đây cái muối, một chút giấm. Đấy, mọi người sẽ bóp lên cho mình nhé. Trước khi bóp thì những cái đoạn nào mà nó ngắn thì không sao, nếu nó dài quá thì mọi người nên hơi khía ra một chút như thế này cho mình. Cho cái lòng nó rách ra. Sau đấy rồi mọi người sẽ bóp lại một lần với lại muối và giấm cho mình thật sạch nhé. Cái lòng của chúng ta nó sẽ bớt cái mùi tanh đi. Lòng của chúng ta nó ngon hay không là do cái khâu của chúng ta làm nó sẽ quyết định cái lòng của chúng ta nó có bị hôi hay không.
Để đảm bảo chắc chắn cái lòng của chúng ta nó không bị hôi đấy, mọi người cho vào đây một ít muối cộng với lại nước giấm nhé. Chúng ta sẽ ngâm cái lòng của chúng ta ở trong cái nước muối với giấm lại khoảng tầm 10 phút nhé. Để cái lòng của chúng ta sạch, sau đấy mọi người sẽ cho vào ra, mọi người rửa, mọi người bóp một lần nữa. Cái lòng của chúng ta sẽ đảm bảo 100% là nó sẽ sạch và ngon. Sau khi mà cái lòng của mình đã ngâm ở trong đây khoảng độ tầm được 10 phút rồi thì mình sẽ cho ra và mình rửa lại sạch một lần nữa nhé. Này thì mình sẽ rửa sạch lại bằng nước sạch nhé. Sẽ rửa lại bằng nước sạch tầm 4-5 lần cho mình nhé, cho nó thật sạch đi. Ok, vậy là chúng ta đã làm được sạch cái lòng rồi, mọi người thấy không? Nó đã trắng ra rất là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào để mình luộc nhé. Đây nhá, ở đây mình có một cái xoong nước. Mình đã cho ở đây một cái nhánh gừng cộng với hai cái nhánh hành đập dập và một chút muối nhé. Thì bây giờ mình sẽ cho cái lòng của mình vào nhé. Mọi người nhớ là cái nước của mình sẽ phải là cái nước sôi nhé. Thì khi mình cho cái lòng vào thì luộc nó sẽ giòn cái lòng hơn. Mọi người thấy không? Vì cái lòng của chúng ta nó rất là nhanh chín ý, cái lòng non này đấy. Thế nên là mọi người luộc khoảng tầm 4-5 phút thôi. Là mọi người sẽ bỏ ra 4-5 phút chứ không phải 4-5 phút đâu nhé. Là mọi người sẽ cho ra ngoài là chúng ta có thể thưởng thức được. Thì khi mà cho ra đấy thì mọi người nên cho vào cái một cái thau nước như thế này này. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái gáo nước đây rồi. Đấy, trong này thì mình đã cho chanh này và đá vào đây rồi. Để mục đích là cho cái lòng của mình cho vào đây nó sẽ trắng ra. Mọi người khi mọi người vớt cái lòng ra thì mọi người sẽ cho luôn vào cái chậu nước này nhé. Để cho vào đây một lúc thôi nhé. Cái lòng chúng ta sẽ cho ra bởi vì nếu mà mọi người để lâu quá thì cái lòng của mình nó sẽ lạnh ấy. À, nó sẽ mất ngon, thì chúng ta sẽ còn ấm ấm một chút thôi. Để mục đích là cho cái lòng của chúng ta vào trong đây nó sẽ đang nóng, nó cho vào lạnh ngay lập tức thì nó sẽ co lại và nó sẽ giòn. Và cái nữa là khi mà cho vào cái nước chanh thì nó sẽ thấm cái nước chanh vào, cái lòng của chúng ta nó sẽ cho ra ngoài, nó sẽ không bị thâm. Để như thế nó sẽ trắng và nó sẽ ngon hơn. Và khi mà chúng ta ăn luôn thì chúng ta nên cho ra nhé. Để chúng ta không để lâu nó sẽ lạnh, cái lòng nó ăn mất ngon. Bây giờ mình xin mời anh chị và các bạn cùng mình thưởng thức cái món nòng này nhé. À, rất là tuyệt vời. Mình sẽ thử một miếng lòng đi. Đây cho mọi người coi. Đây, miếng lòng rất là trắng và ngon này. Mình sẽ chấm cùng một cái nước mắm măng này nhé. Chúng ta sẽ lấy thêm một cái miếng măng này nữa. À, ăn thêm cùng với nó là cái rau thơm đi. Cho một cái pin giới. Cộng với lại cái rau mùi. Rất là tuyệt mọi người. Trời thời tiết rất là lạnh nên là mọi người thêm một chút cái cồn này vào nữa. Cái món lòng này chúng ta không thể thiếu được cái
cay cay này nên ăn nó rất là ngon. Mình rất khoái cái món này. Bữa sau mình sẽ làm cho mọi người cái món lòng nướng nhé. Mình hẹn mọi người cái món lòng nướng tiếp theo. Mình sẽ khoái cái món đấy. Đấy ăn một trong những món rất là ngon. Cái lòng của chúng ta làm theo cái cách như này, ăn nó không bị hôi một tí nào luôn, mà nó rất là ngon mà không bị đắng một tí nào luôn. Nếu mọi người muốn ăn thật sạch thì mọi người làm theo cách của mình. Nếu mọi người nghĩa là ăn quen rồi đấy, nếu ai mà chưa ăn ít ăn đấy thì mọi người sẽ làm theo cách như thế này thì đảm bảo mọi người ăn sẽ không sợ một tí nào cả. Còn nếu ai ăn quen rồi đấy thì làm theo cách như của mình này, nó hơi sạch một chút. Mọi người không bình thường ấy là cái lòng của chúng ta ấy, chúng ta sẽ không cho vào cái nước để cho nó chảy ra đâu, chúng ta chỉ cầm ke chúng ta vuốt ra như thế thì sau đấy chúng ta sẽ bóp qua bằng nước giấm và chúng ta ngâm lại bằng muối với nước giấm một lần nữa, chúng ta cho ra thì cái lòng của chúng ta ấy, khi mà chúng ta luộc ấy thì nó vẫn còn một tí bột ở bên trong, nhưng mà phải chọn là cái màu lòng mà cái bột nó màu trắng nhé, chứ đừng cái bột ở trong nó màu vàng là cái lòng ăn rất là đắng. Đấy thì cái bột nó còn một chút bột đấy thì khi chúng ta ăn cái vào lòng của chúng ta nó sẽ có được cái độ ngậy và nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà hôm nay mình hướng dẫn mọi người thì mình sẽ hướng dẫn theo cái cách mà để mà mọi người ai làm mọi người cũng có thể ăn được mà ăn không cảm thấy sợ hãi một tí nào cả. Ok, như vậy là cái món nằm non luộc của mình đến đây đã kết thúc rồi, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ tập trung vào để mình giải quyết hết cái ống này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của mình nhé. Nếu cảm thấy thích những video về nấu ăn thì hãy đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.